Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 81,61%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 93,2%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,62% vượt chỉ tiêu quốc hội giao. Tuy nhiên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 18%, trong đó nhiều loại tội phạm tăng cao và có xu hướng phức tạp trở lại. Trình bày báo cáo về công tác tòa án, Tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Chất lượng tranh tụng được đảm bảo. Các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được các tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng pháp luật, theo tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Báo cáo trước Quốc hội về công tác ngành kiểm sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết toàn ngành tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu thủ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, chủ động phối hợp với bộ công an tòa nhân dân tối cao và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra truy tố xét xử